Hello, xin chào các bạn nha. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Xe Máy TV. Hiện tại thì Đức đang có mặt cửa hàng Hyundai Giáp Bình Dương, chi nhánh số 1 ở dòng xe An Phú, Tân An Bình Dương nha các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về mẫu xe Future 2020 màu đỏ đô nha các bạn. Màu đỏ đô này là phiên bản bánh mâm nha. Tại vì hiện tại mẫu xe Future Honda đưa hàng về ít lắm các bạn. Nó đưa về một hai chiếc à, không đủ bán luôn các bạn. Vì xe về bao nhiêu là mình bán hết bấy nhiêu luôn á. Mình sẽ báo giá trước các bạn nha. Thì đối với phiên bản bánh mâm thì hiện tại là giá đã lên rồi là 35 triệu 500. Còn đối với cái phiên bản mà bánh căm thì sẽ là 33 triệu 500 nha, trên lệch nha, chỉ có 2 triệu thôi. Đó, thì giá cũng đang lên tại vì hàng nó ít mà, thì thấy là giá nó cũng lên các bạn nha. Thì đối với phiên bản bánh mâm thì có 4 màu sắc. Màu đỏ đô nè, màu trắng nè, màu xanh nè, màu bạc nè và màu đen. À, tới 5 màu là các bạn, 5 màu nha. Còn phiên bản bánh căm là có màu xanh và màu đỏ đô thôi. Thì phiên bản bánh căm màu đỏ đô thì nó cũng giống như màu sắc này thôi, nhưng mà cái yên nó màu đen và cái mâm nó, cái bánh nó là bánh căm. Đó. Thì đối với những bạn nào mà muốn mua xe Future thì cứ liên hệ với cửa hàng bên mình. Thì có hàng thì mình sẽ bán cho các bạn thôi. Và nhớ nha, xe này mới vừa về luôn, thì những bạn nào thích màu đỏ thì cứ liên hệ trực tiếp điền cho mình để mình giữ xe này cho các bạn, tại nó về có 1 chiếc hả. Phiên bản 2020 thì sẽ không có cái công tắc bật đèn nha các bạn. Đèn nó là sử dụng đèn LED luôn sáng nha, chỉ có bóng đèn xi nhan của nó là sử dụng bóng đèn halogen thôi nha. Bóng đèn halogen, hai bóng đèn xi nhan halogen và bóng đèn sau cũng vẫn sử dụng bóng đèn halogen luôn. Phía sau nè, bóng đèn phía sau vẫn dùng đèn halogen luôn các bạn. Thì đối với dòng xe Future này thì mình cũng làm video cũng rất là nhiều, cũng nhận được rất là nhiều cái thông tin của các bạn phản hồi lại cho mình về cái chất lượng cũng như là về động cơ, khả năng vận hành của chiếc xe. Thì theo mình thấy cũng có nhiều bạn chê và cũng có nhiều bạn khen, nói chung là tùy theo cái sở thích của mọi người cũng như là cái quá trình mình sử dụng ha. Có thể nói là cũ bền tại người đó các bạn. Và dòng xe này thì các bạn nên sử dụng kỹ và thay nhớt này kia cho đúng định kỳ, hay sử dụng nhớt cho nó, nhớt hãng cũng được hoặc là nhớt ngoài cũng được nha. Nhưng mà các bạn đừng sử dụng nhớt, các bạn đừng có sử dụng nhớt tào lao hay nhớt bậy bạ này kia ha, thì rất là dễ bị hư cái động cơ mình rất là nhanh xuống. Và nhớ, các bạn nên nhớ chạy dòng xe này, các bạn nên đừng có ép số nó quá nha, ép số nó quá rất là dễ bị xuống máy cũng như là máy mình sẽ nhanh bị hú bị kêu hơn. Thì theo mình thấy về thiết kế của khu chợ này rất là đẹp rồi, cực kỳ đẹp luôn. Đó, thiết kế này kia giống như chiếc quay Thái các bạn, y chang chiếc quay Thái luôn nha, màu đỏ đô nha. Phần trước này thì nó được thiết kế rất là to về mặt hai bên nè. Hai bên hông này nhìn mình thấy rất là phình ra các bạn, nó phình ra rất là to. Hai phần bên hông này các bạn thấy không, rất là phình ra, nhìn nó rất là mập mạp, kiểu dáng rất là mập nó. Đó, phần bên hông nó rất là phình, rất là to ra nha. Rồi, chung là theo mình thấy thì phiên bản bánh mâm này nhìn nó thể thao hơn, mạnh mẽ hơn. Đó, mình ra xa cho bạn xem nè, thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó. Về phần mặt đồng hồ, thì chiếc này thì mình nó thiết kế giống như quay Thái, y chang quay Thái luôn, không khác nhau hết, chỉ khác nhau một số điểm thôi. Ha, không có công tắc bật đèn nè, có đề nè. Rồi, đây thì mặt đồng hồ này thì buổi sáng thì nó cũng có những cái đèn led đi mi, buổi tối thì nó cũng khá là ok. Khi bấm bình xăng rồi nhanh trái nhanh phải thì cấp báo số đây ha, số mình đang gài là nằm đây. Đây là cái cốt pha, nhanh trái nhanh phải và còi ha. Xe này mới về mình chưa có lắp kính vào thôi các bạn. Rồi, chèn áo hai bên hông nè. Cái bình nó thì để phía bên hông. Đây, chìa khóa đây. Kết hợp 2 trong 1. Dung tích cấp xe của nó là rất là to nha các bạn ha. Dung tích cấp xe nó khoảng hình như 18 lít đó, mình nhớ không nhầm, khoảng 18 lít. Và cái dung tích bình xăng nó khoảng 4,9 hay sao á, 4,9 á, mình không có nhớ rõ nè. Đây, cái bộ đồ nghề của nó nè, đầy đủ luôn. Yên xe,
trên xe màu nâu nha. Nói chung là những phiên bản bánh mâm là sẽ là màu nâu hết, còn mà phiên bản bánh căm sẽ là màu đen nha các bạn. Nó phối theo cái tùy theo cái màu. Rồi thì những bạn nào muốn biết giá chính xác cái biển số á, thì các bạn cứ comment phía bên dưới nha. Thì mình sẽ báo giá ra biển số cho các bạn. Nhưng đối với những bạn nào ở huyện á, thì giá ra biển số đối với phiên bản bánh mâm á, là khoảng 37.200 nha. 37.200 á, tính luôn giá ra biển luôn á, thì khoảng 1.700.000 á, các bạn cầm thêm 1.700.000 giúp mình. Còn những bạn nào mà mua phiên bản bánh căm là khoảng 34.900, coi như là 35 đi nha. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn.